Rồi, cho em xin chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của chị Tiểu Hoa Viên 798 hả dạ. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 3 2024. Thì cho em xin chúc cả nhà mình có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ dạ. Thì hiện tại em đang ở dưới khu Y nè. Thì cũng như mọi khi thì em sẽ cập nhật về mọi của năm Vũ Linh cho cả nhà mình được biết như thế nào, ra sao cho những anh chị nào ở xa mình chưa có dịp đến viếng dạ. Thì bữa nay thì em sẽ quay vòng dài lên tới mộ của năm Vũ Linh cho cả nhà luôn. Thì hiện tại em đang ở dưới lò thiêu, vừa chạy lên đó nên em quay luôn. Nãy em quên quay khúc lò thiêu, em mới vừa ra chỗ ngã ba đó dạ. Thì Y5 với Y6 thì lò thiêu sẽ nằm giữa hai khu Y đó dạ. Thứ nhất, thứ hai là mình đi chạy hướng ra cổng luôn nè dạ. Đó, dưới đây là tháp chuông. Để một đảo vòng vô tháp chuông đó cho cả nhà mình cùng xem nha. Xong đảo ra. Đây là hướng mình chạy hướng ra cổng luôn hả dạ. Hướng ra cổng tức là mình đi trên đường nghệ sĩ, tức là ở nơi mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó, đây là tháp chuông đó dạ. Tháp chuông ở đây là khu vực là ưu tiên về đạo Thiên Chúa dạ. Đó. Tháp chuông này trước video trước em cũng có chia sẻ cho cả nhà. Và phía bên kia cũng có một vị tượng Thiên Chúa luôn, Đức Mẹ gì, Đức Mẹ Maria gì hết gì đó dạ. Em không nhớ, không rõ nữa. Đó dạ, thì em chạy ngoài đường kia là cái đường chính, còn em chạy đường trong đây. Đó, đây là hướng mình chạy thẳng vô đền Vua Hùng luôn á dạ. Đền Vua Hùng là phía trong đó đó. Và ở đây là khu di tích lịch sử, có đường hầm ở trong phía đây nữa hả dạ. Đó, em sẽ chạy ra lại đường chính ha. Thì cái video đền Vua Hùng thì em cũng có quay cho cả nhà rồi, thì cả nhà xem lại giùm em nha. Đền Vua Hùng mình cũng biết ở trong đó như thế nào và ra sao. Ở đây là dựng chuối luôn nè. Đó, có mấy chú hù này. Chú hù này vẫn được nhốt hết rồi nhưng mà không có hết. Tỷ lệ vẫn còn ở ngoài hả dạ. Rồi em sẽ quay lên dài tới đường nghệ sĩ cho cả nhà mình luôn và giới thiệu từng khu luôn. Đó, đường này là đường Phước Lộc Thọ hả dạ. Đó, là hướng vô đền Vua Hùng. Đó, ở đây là khu Y4, tượng Phật khu Y4 nằm đó đứng đó dạ. Thì mỗi khu Y á, đều có một cái nhà chờ hết dạ. Đó lại là mỗi khu đều có một cái nhà chờ để cho mình vệ sinh cá nhân. Đây là khu Y4 này dạ, đổ dài xuống nè. Y4 thì sẽ có Y4.1, Y4.2, Y4.3, Y4.4 gì đó dạ. Đó, mỗi một khu này hù quá trời, vẫn còn ngoài quá trời luôn á dạ. Rồi đổ dài mình, tại vì mình hướng ra cổng nên sẽ đổ ngược lại Y35, Y4, Y3, Y2, Y1 đó dạ. Thì Y1 là ngay chỗ đền, ngay chỗ khu ưu tiên mẹ Việt Nam anh hùng. Đó, đang đếm ngược lại dạ. Và màn hình bên tay phải của anh chị là hướng chạy thẳng vô cổng chính của đền Vua Hùng này dạ. Rồi phía bên kia là chạy qua bên ngay chỗ mà bên tay phải đưa trước màn hình là cô chú anh chị nè. Đây là chùa Thiên Phước Tự, là nơi lưu trữ những hài cốt này dạ. Đó. Và chôn những hài cốt xung quanh nè, xung quanh chùa đó. Đó là những chất nhỏ là chôn đó dạ. Còn lưu trữ hài cốt, hũ cốt á, thì ở phía trong chùa. Đó, mình lên đây mình đụng cái chẳng hai nè. Thì mình quẹo về hướng bên ta phải á. Quẹo về hướng bên ta phải là đi xuống khu mộ gia đình và khu mộ gia tộc dạ. Đó, ở bên đó khu bên đó cũng đang được mới vừa mở rộng thêm đó dạ. Rồi mình chạy thẳng luôn là hướng ra cổng đó dạ. Hướng ra cổng tức là cái hướng đường nghệ sĩ như bữa nãy em có chia sẻ cho cả nhà đó. Em phải chạy nhanh qua để vướng cái tiếng kinh là nó sẽ bị bản quyền đó. Rồi em sẽ vòng vô đây cho cả nhà mình nha. Đó, đường đây là đường Minh Tâm. Nói chung là mỗi đường mỗi tên đó. Có gì xin lỗi, mỗi đường đều có tên hết và khu nào hết dạ. Đường Minh Tâm sẽ thuộc nằm trên đường là khu B3 và khu B2 và khu A hết dạ. Đó, nó nằm một đường dài vậy đó dạ. Rồi đường này em sẽ dẫn cô chú anh chị vô hướng tượng Phật B3. Nếu anh chị nào đã xem video của chú Tiểu từ lâu rồi thì mình sẽ biết nơi tượng Phật B3 gần có những gì, những gì em đều có chia sẻ trên những cái video hết dạ. Em chạy xe hơi chậm rồi đó, để cho cô chú anh chị xem á, đôi khi chậm mà cái màn hình nó
quay nó gung 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 quá, mình xe không gõ thì thông cảm cho em nha. Dạ đây là tượng Phật B3 đó cả nhà, cởi một con sư tử đây, cởi một con sư tử đó nha. Đó. Thì mỗi tượng Phật á, đây là tượng Phật Văn Thù hả dạ, Bồ Tát Văn Thù đều có cái bản thông tin ở trên đó nói về vị Bồ Tát đó, ra tượng Phật đó ra sao ra sao vậy. Rồi em sẽ chạy ra hướng ngã ba nè, ngã ba của đường Nghệ Sĩ. Thì ngã ba của đường Nghệ Sĩ trên những video em có chia sẻ cho cả nhà đó, thì là nó nằm giữa ngã cái gì, nằm giữa khu B1 và B3 đó. B3 là bên màn hình bên tay trái của cô chú anh chị, B1 là màn hình tay phải, tức là nơi ưu tiên những người nghệ sĩ nổi tiếng trên đường Nghệ Sĩ đó dạ. Cũng là nơi an nghỉ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đây nhà chờ B1, đây là hướng vô nhà chờ đó dạ. Đó, nhưng em sẽ chạy ra ngay chỗ tới ngã ba đường Nghệ Sĩ luôn. Rồi em sẽ vào phía trong rồi quay cho cả nhà mình nhé. Nói chung ngày buổi sáng chủ nhật cũng khá là đông rồi. Để coi có ai không, em sẽ quay cả nhà mình. Hiện tại khán giả đang vô chiếc. Đa số là khán giả đi theo đoàn tour nên số lượng sẽ đông hơn đi đơn vậy. Hôm nay là buổi sáng, buổi trưa chủ nhật rồi chứ vậy, giờ này cũng 10 giờ mấy rồi, 10 giờ rưỡi rồi vậy. Rồi bữa nay đúng rồi, chủ nhật nay đông luôn á vậy. Không phải chỗ đây không mà vòng vòng tất cả các khu nè, xung quanh đó nè, có dân ấy thằng này đó nè, đó có chiếu nè, toàn là khán giả đa số là đi xe đò, tức là chắc là xa ấy vậy. Đó, phía bên kia cũng gì đó nè, giếng nghệ sĩ Tố Vũ Linh và vòng vòng những nghệ sĩ khác xung quanh khu mộ Nam Vũ Linh luôn. Đi vòng phía bên đây qua. Giờ em quay ngược lại cho cả nhà xem nhé. Đó, hôm nay nè cả nhà. Xe khá nhiều. Tại vì phía ngay mộ có camera. Anh chị đặt máy camera quay á nên mình sẽ vòng ở đây em quay vô cho cả nhà xem. Đó giờ nó có mấy cái máy quay đặt ở đó nên em không có đi được đâu. Rồi em sẽ đi vòng qua đây nha, quay cho rõ hơn.
mời mời liêm rồi. Em sẽ vô phía trong và quay một vòng ở mộ cậu Linh cho cả nhà một cái nữa nha. Anh ảnh đi kiều là kiều năm xưa, kiều năm xưa của anh đâu rồi. Anh này của ảnh, đây là của ảnh. Anh nói là lộn là anh miền mình anh luôn á. Sao chị Hạnh đến ba không gì hết á, mình nghệ sĩ mà cái bao vô cho điện thoại nhắn tin máu dân lại nghệ sĩ mà. Ngày chủ nhật hôm nay đông lắm cả nhà. Chưa nắng đó vậy. Dạ, lên viếng thắp hương và chụp hình cùng mộ cậu cũng như là hai chụp hình cho với một người nổi tiếng. Giống như chụp chung với chụp chung luôn chứ giống như gì nữa.
chụp chung với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó, lên diễn thắp hương và chụp hình luôn. Từng phiên chụp với cả nhà, thậm chí chưa còn nguyên một đòn nữa, họ đang tham quan phía bên kia. Em chỉ nghe nói thôi, xong họ sẽ qua bên đây, tại vì đông quá họ sẽ chia nhau, người này ra rồi tới người kia vậy. Dạ rồi, cho em xin chúc cả nhà mình có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Những ngày tới thì đầu tiên thì cũng cho chú Tiểu Hoa Viên xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị đã quan tâm và ủng hộ cho kênh chú Tiểu Hoa Viên rất là nhiều, đặc biệt là những anh chị đã nhấn vào chữ tham gia để ủng hộ cho kênh chú Tiểu được phát triển lớn mạnh hơn. Thì những cái comment và cái bình luận ở bên YouTube và TikTok là một phần đóng góp rất là lớn cho kênh của chú Tiểu Hoa Viên được phát triển lớn mạnh hơn, là một nhờ phần của cô chú anh chị yêu mến ủng hộ vậy. Thì những cái comment bình luận đó thì em thả tim, tức là em đã đọc rồi. Em cảm ơn cả nhà đã góp ý cho chú Tiểu Hoa Viên hết vậy. Đôi khi nhiều quá em trả lời không hết không kịp á, thì em sẽ thả tim cho cả nhà. Thả tim tức là em đã đọc comment đó rồi vậy. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Cho em xin chúc cả nhà có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ vậy.